Hello các bạn nhỏ, có thấy một chú cá heo dễ thương đang réo gọi Tiun xuống nước chơi với bạn ấy không? Như đã hứa, hôm nay Tiun và các đệ tử người cá của mình đã đến Vinpearl, Nha Trang để bơi giao lưu với cá heo. Giờ bạn có thấy tiếc nuối khi không tham gia câu lạc bộ tiên cá Tiun chưa nào? Có nhiều nhận định cho rằng chưa ai ở Việt Nam làm được như thế vì trẻ em như Tiun trở thành người cá thì thiên nhiên và động vật mới là quan trọng nhất. Cuộc sống của chúng ta chắc chắn huy hoàng hơn bất cứ loài sinh vật nào đang tồn tại trên mặt đất và không bị lệ thuộc vào bất cứ thứ gì cả. Trên bờ lẫn dưới nước đều là nhà của chúng ta. Làm người cá thiệt là sướng phải không nào các bạn? Còn bây giờ, bạn nào muốn được gặp cá heo thì đến với câu lạc bộ tiên cá Tiun nhé. Mặc đồ bơi tiên cá của Mermen Tiun thì bạn mới là thành viên chính thức của đại gia đình người cá. Còn mấy hãng đồ bơi khác thì đợi họ tổ chức sự kiện mà bạn đến đó chơi. Còn câu lạc bộ tiên cá của Tiun không chỉ bơi với cá heo đâu nha, mà còn giao lưu với nhiều loài vật quý hiếm nữa đó. Sự kiện tiên cá thì luôn diễn ra hàng tuần, vui quá chừng luôn, không sao kể xiết. Đặc biệt cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bậc phụ huynh người cá đã cho Tiun cơ hội biến ước mơ thành hiện thực vì các bạn. Thật ra hôm nay không chỉ đi bơi với cá heo cho vui, thỏa chí tò mò, mà Tiun muốn các đệ tử người cá gieo duyên với cá heo để sau này cả nhà người cá chúng ta còn ra biển khơi bơi với cá heo hoang dã. Nên bạn người cá nào mà nhút nhát không dám bơi với cá heo hay bị cá heo từ chối kết bạn là chưa thể trở thành người cá thực sự đâu nha. Bởi vậy, trong chuyến đi giao lưu với cá heo lần này cũng là một thử thách mà Tiun dành cho các người cá. Và bơi với cá heo chỉ là kế hoạch một thôi. Còn kế hoạch hai là tìm cách giải cứu cá heo nếu cần thiết. Nguyên nhân tại sao cứ xem đi rồi sẽ biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ là 2 giờ chiều, chúng ta hãy ăn nhẹ nhàng đi rồi mình chuẩn bị chơi game show thử thách của người cá nha. Sẽ có phần quà rất đặc biệt cho cái phần thi này nha. Cái gì vậy? Cắn trúng con mực rồi. Cắn trúng con mực hả? Bạn Luna lỡ cắn trúng con mực bạn ấy khóc luôn các bạn ơi. Bạn Luna là người cá ăn chay mà. Các bạn nhìn dưới chân của các bạn người cá đi, bồ câu bu quanh rất là nhiều. Rồi, ai nó cũng bu hết. Đặc biệt là bồ câu ở đây á, nó ăn thịt chứ không ăn rau nha các bạn. Rau. Bồ câu ở đây là bồ câu ăn tạp luôn á. Trời ơi, có ăn miếng mỡ heo rồi. Ben đừng có thả đồ ăn xuống cho bồ câu ăn, ở đây nó dư thừa đồ ăn lắm. Rồi, các bạn người cá đã sẵn sàng tham gia sự kiện câu lạc bộ người cá tuần 23. Và ngày hôm nay cũng là sinh nhật của anh Tiêu. Bây giờ mình đi bao sáng rồi. Hôm nay là ngày quốc khánh. Và cũng là ngày sự kiện người cá. Sinh nhật Tiêu là ngày 1 tháng 9 mà. Ừ. Rồi, vô đây chơi tàn cảm giác mạnh không mà chị ơi. Đi là tập dòng sông lười biếng. Rồi tôi sẽ leo lên cầu, nhảy xuống cầu. Wow. Dòng sông lười hả? Các người cá chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra biển bơi với cá heo sớm thôi. Mấy em kia đâu, chị thấy không? Xin chào, Tiun đã quay trở lại với kế hoạch 2 của mình là giải cứu cá heo. Đây cũng là phần thử thách tính gan dạ của các người cá. Mà chỉ những bạn lúc nãy chơi rất thân thiện với cá heo và được cá heo chọn thì Tiun mới dám rủ thử thách trong phần này. Nhưng mà hồi nãy chỉ có một bạn được cá heo chọn nên không thể rủ đi nhiều được. Thì lúc chơi với cá heo, Tiun đã phát ra từ trường để giao tiếp với cá heo. Biết được rằng cá heo rocker rất thích bạn người cá Luna.
Sau đó Tiun và Rocker hẹn gặp nhau bên ngoài chuồng cá heo. Rocker sẽ giới thiệu Tiun làm quen thêm mấy bạn cá heo nữa đang bị nhốt trong lồng. Đặc biệt là nếu người cá nào vượt qua thử thách gan dạ này, Tiun sẽ dùng khả năng cảm âm để làm vật dẫn trung gian liên kết giữa tâm của bạn ấy với tâm của cá heo, thì bạn sẽ đọc được suy nghĩ của cá heo. Nhưng muốn làm được như thế, trong tâm của bạn phải thật sự trong sạch và thuần khiết đến nỗi không còn sợ hãi, không còn phân biệt chấp trước, thì Tiun mới có thể giúp bạn tâm linh tương thông, cảm ứng với các loại vật. Bởi vậy, đợi mấy bạn người cá ăn uống nghỉ ngơi xong, Tiun phải bỏ trốn để không ai tìm được, rồi mới đi kiếm bạn người cá Luna. Chứ không thôi con cá heo Rocker mới giận Tiun nữa. Nói ra thiệt là đau lòng. Các bạn tưởng mấy chú cá heo ở công viên giải trí này sung sướng lắm sao? Các bạn ấy phải làm việc rất là vất vả để mang lại niềm vui cho chúng ta. Nên khi nãy khi Rocker kéo Tiun bơi ở dưới nước, Tiun phải úp mặt xuống để giảm bớt lực cản của nước, giúp Rocker đỡ mệt hơn khi bơi, bởi vì bạn ấy còn phải kéo rất nhiều bạn người cá khác. Các bạn ấy không có được tự do và rất dễ bị bệnh. Vì cá heo là thú vật quý hiếm chứ không phải là cá, chỉ cần trễ 5 phút không phát hiện cứu chữa kịp thời là chết ngay. Nuôi cá heo còn khó hơn nuôi đáy cá, nuôi vọc, nên thức ăn của cá heo cũng phải được kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm kỹ mới cho cá heo ăn được. Bởi vậy những cái chú cá heo làm xiếc thật sự rất là tội nghiệp. Nhưng để hiểu về cá heo hơn, chúng ta buộc phải đi xem xiếc. Mà các bạn nhớ một điều này nha, nếu mà ai bị bệnh cảm, đừng bao giờ tiếp cận hoặc hôn cá heo nhé. Làm vậy là hại chết các bạn ấy luôn đấy. Hy vọng đừng gặp người cá Benjamin, chuyên gia phá rối, nếu không là bể kế hoạch của Tiun và Rocker luôn. Luna, Tiun sẽ nói cho Luna nghe một bí mật. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò giải cứu cá heo. Và chứng Ben ở lại, bạn Luna sẽ đi với Tiun trong nhiệm vụ này. Các bạn chuẩn bị sẵn sàng biến hình thành người cá chưa? Nhưng mà ở chỗ đó sâu lắm, sao không ai được Tiun. Vậy thôi em ở lại đi, Tiun đi giao lưu với cá heo đây. Không, không cần mắt kính. Có bao nhiêu người cá sẽ tham gia trong nhiệm vụ này? Tôi là tiên cá mà, ai cản được tiên cá? Tôi đã làm chủ biển cả từ lâu rồi. Xui thiệt, dù đã cố gắng né bạn người cá Benjamin mà vẫn gặp. Phải đi nhanh thôi, lỡ bị người cá Tài phát hiện nữa thì càng mệt mỏi. Lò loay hoay, bị người cá Benjamin nói nhiều, hỏi tới hỏi lui, cuối cùng cũng đến điểm hẹn với Rocker mà bị trễ rồi các bạn. Xui hơn nữa là Rocker sắp ra biểu diễn luôn. Quản lý của cá heo thì cũng ra hồ bơi rồi. Giờ làm sao lặn xuống để trốn dưới nước đây? Một số quy định sau đây. Đầu tiên, việc hút thuốc lá là hoàn toàn bị cấm. Bây giờ ở đây có bạn người cá nào dám can đảm nhảy xuống đây để bơi cùng cá heo? Bạn người cá nào? Không muốn bất cứ vật gì xuống bể. Luna dám không? Cho các loài sinh vật. Thứ ba, vậy thì các em ở lại đây đi, Tiun sẽ nhảy xuống dưới cá heo đây. Bye bye. Ok, em mặc túi cá, em sẽ cuốn cá. Các bạn thấy chứ, bây giờ Tiun sẽ quăng đuôi tiên cá xuống nước trước. Rồi Tiun đợi không ai phát hiện. Tiun sẽ leo qua một cách âm thầm. Sau khi quăng đuôi cá xuống nước, chưa kịp nhảy xuống thì y như rằng người cá Benjamin cản trở Tiun, làm cho quản lý cá heo phát hiện, không cho Tiun nhảy xuống nước nữa, mà đưa cho Tiun cây vợt để vớt cái đuôi cá lên. Thiệt tình, còn bạn Luna thì chần chờ, chưa đủ gan dạ để cảm nhận được nỗi khát khao của cá heo đang đợi bạn ấy, nên Tiun cũng nản, đành vớt cái đuôi cá lên bờ, coi như kế hoạch giải cứu cá heo bất khả thi. Bởi vậy, các bạn muốn thành người cá thực sự, phải có tính gan dạ, vì điều đó sẽ phóng thích tư tưởng tự do trong tâm của bạn, giúp bạn dễ dàng có được trí tuệ, cảm ứng của tiên cá, hay thậm chí là mở được con mắt thứ ba. Còn nếu mấy bạn yếu đuối, lại nhút nhát, sợ ma cỏ nữa, rồi ham thích ăn thịt động vật, thì mãi mãi cũng chỉ là người thường. Đạo hồi rất hay, ở chỗ là giúp con người trở nên gan dạ, nhưng lại khiến họ trở nên liều lĩnh, tà đạo, dám ôm bom tự sát gây hại cả thế giới. Bởi vậy các em được làm người cá phải có trí tuệ sáng suốt, để hiểu rõ, không có tôn giáo nào là tốt hoàn toàn cả. Chỉ có trở thành người cá sống giữa trung đạo mới là điều tuyệt vời nhất thế gian. Có thể vì các em người cá hôm nay làm Tiun chậm trễ vì cứu thiên nhiên và động vật, nhưng các em phải sáng suốt để vượt qua chính mình, để Tiun thấy không uổng phí dành thành tựu bơi lội cả nửa đời người truyền cho các em. Tiun đã thất hứa với cá heo Rocker lần này, xin lỗi nha, vì đệ tử của Tiun chưa đủ năng lực để thật sự trở thành người cá dám xả thân vì thiên nhiên và động vật, nhưng chắc chắn tương lai các bạn ấy sẽ làm được. Lẹ đi Tiun. Chúng ta đã bị phát hiện nên chúng ta không thể giấu được.